Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SQL 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận qua một số cái kiến thức về các cái cấu trúc dữ liệu cơ bản cũng như những cái kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa mà ngôn ngữ cung cấp. Thì ở đây chúng ta sẽ nói qua về mảng, tức là array, cấu trúc, structure và con trỏ. Thì con trỏ là một cái khái niệm đặc biệt, các bạn có thể tìm thấy sự tương đồng của con trỏ trong những ngôn ngữ khác nhưng mà ở dưới những cái dạng khác nhau. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết hơn là nó là gì và tại sao cái khái niệm này nó trở nên quan trọng và tại sao ở những ngôn ngữ khác thì họ đơn giản hóa cái khái niệm này ha. Rồi, như vậy thì mục tiêu của chúng ta trong cái phần này là chúng ta sẽ giới thiệu qua những cái cách để các bạn có thể xài cái cấu trúc dữ liệu cơ bản này, bao gồm là cấu trúc dữ liệu mảng và cấu trúc kiểu dữ liệu có cấu trúc, cũng như là các bạn có thể sử dụng được con trỏ ha. Và chúng ta cũng sẽ bàn luôn cái cách là các bạn sẽ tạo và giải phóng bộ nhớ động như thế nào. Được không? Rồi, đầu tiên chúng ta nói qua về những cái kiểu dữ liệu có cấu trúc trước ha. Thì những cái kiểu dữ liệu có cấu trúc tại sao trở nên quan trọng? Tại vì rõ ràng là trong cái quá trình các bạn lập trình, các bạn sẽ không thể nào chỉ sử dụng một cái loại cấu trúc dữ liệu mà do ngôn ngữ cung cấp được. Giống như là không thể nào bạn khai báo toàn bộ những cái biến trong chương trình của bạn là những biến integer, float mà nó không có cái tổ chức. Tưởng tượng là các bạn phải khai báo thông tin cho một sinh viên thì bao gồm mã sinh viên, rồi tên, rồi vân vân các kiểu. Nhưng mà đó là với một sinh viên. Giả sử như các bạn có 100, 1.000 sinh viên mà các bạn phải khai báo 100, 1.000 nhân cho số lượng thuộc tính đó, nó quá nhiều đi. Và điều đó là điều không thể. Cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây là gì? Chúng ta cần một cái sự mở rộng của cái cấu trúc dữ liệu mà các bạn biết. Thì hai cái cấu trúc dữ liệu mà mở rộng trong trường hợp này chúng ta đang bàn đó là một cái dãy các cái ô nhớ ha. Thì dãy các cái ô nhớ này nó có thể chứa một cái kiểu dữ liệu nào đó mà bạn mong muốn ha. Và cái dạng mở rộng thứ hai chúng ta có đó là một cái cấu trúc dữ liệu mà trong đó nó cho phép một sự kết hợp của nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Thì tương ứng ở đây đó chính là mảng và cấu trúc structure ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về mảng trước, được chưa? Thì mảng nó có gì đặc biệt? Thực ra mảng rất là đơn giản. Các bạn nhìn cái hình đây, các bạn sẽ hình dung được cái mảng là gì. Mảng thực ra là một dãy các cái phần tử nằm liên tục với nhau. Được chưa nào? Nó không có gì đặc biệt hết. Và khi các bạn có nhiều phần tử mà nằm liên tục với nhau như vậy, thì phải có một cách nào đó để cung cấp cho các bạn cái cơ chế để bạn truy xuất vào một cái phần tử bất kỳ, ví dụ như cái con số này, đúng không nào? Như vậy thì cái cơ chế mà các bạn cần ở đây đó chính là cái cơ chế đánh chỉ mục. Thì chỉ mục ở đây các bạn lưu ý là thí dụ như cái phần tử mà tôi đang tô ở đây nó có chỉ mục là 4. Như vậy bạn nhìn thấy là nếu như cái điểm bắt đầu của mảng là đây, được chưa? Nếu như đây là điểm bắt đầu của mảng, như vậy thì cái chỉ mục bắt đầu của các bạn có sẽ là bắt đầu từ 0. Thì chỉ mục hay còn gọi là index là cái rất là quan trọng. Trong một số ngôn ngữ khác thì thường các bạn sẽ thấy là ví dụ như Pascal, những ngôn ngữ cổ điển Pascal chẳng hạn, thì họ đánh chỉ mục bắt đầu từ 1 theo cái kiểu số thứ tự cho dễ hình dung. Còn đối với những ngôn ngữ hiện đại hơn thì các bạn sẽ thấy đa số là bắt đầu từ 0. Nó có nhiều lý do lắm. Chỉ mục bắt đầu từ 0 và nó sẽ tiện lợi cho các bạn trong cái quá trình lập trình. Từ từ các bạn sẽ nghiệm ra được cái này. Tôi sẽ giải thích từ từ ha. Thì như vậy các bạn lưu ý ha, như vậy phần tử đầu tiên có chỉ mục là 0, như vậy phần tử thứ 5 sẽ có chỉ mục là 4. Lưu ý cái đó ha. Rồi, như vậy thì khai báo mảng có dễ không? Dễ. Các bạn hình dung là các bạn chỉ cần khai báo một cái biến bình thường, nhưng mà bây giờ bạn đóng mở mặt vuông này và các bạn cho nó một cái kích thước là xong. Như vậy cú pháp ở đây là gì? Các bạn sẽ bắt đầu khai báo một cái mảng bằng cách là khai báo kiểu,
Sau đó là tên của cái biến và cái kích thước của cái mảng được đặt trong cái hoặc vuông này. Được không nè? Rồi. Rồi cái thông tin mà các bạn khai báo đây khá là đơn giản để các bạn có một cái mảng. Và cái mảng này các bạn lưu ý, mảng này là mảng tĩnh. Tại sao gọi là mảng tĩnh? Bởi vì cái kích thước mà các bạn cung cấp cho cái mảng này là một con số. Con số đó là con số hằng số được xác định ngay từ lúc mà trình biên dịch dịch cái mã của bạn. Được không nè? Không có cái chuyện như thế này. Không có cái chuyện bạn khai báo integer n rồi các bạn đọc vào n, xong rồi các bạn khai báo integer a n. Chuyện này là sai nhé. Tại vì sao? Tại vì cái cú pháp mà các bạn đang dùng để khai báo cái mảng A này là khai báo mảng tĩnh. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc biên dịch, trình biên dịch sẽ cố gắng cấp phát cho A một dãy n phần tử và kích thước đó được xác định lúc biên dịch. Mà n lúc này là một biến, chúng ta không biết nữa giá trị bao nhiêu, do đó bạn không cấp phát được. Cho nên các bạn lưu ý giùm tôi một cái lưu ý rất là quan trọng chỗ này. Cái kích thước mảng ở đây là kích thước cố định, hay nói cách khác nó là hằng số. Đúng không nào? Rồi. Như vậy thì sau khi các bạn khai báo mảng, các bạn có thể làm những cái động tác như là khởi trị. Thì để khởi trị thì có nhiều cách lắm. Cái cách đơn giản đầu tiên mà các bạn thấy ở đây đó là các bạn có thể khởi trị từng phần tử một. Thì cái cách này nó dễ là bởi vì các bạn có thể gán giá trị một cách tường minh cho từng phần tử. Ví dụ như trong trường hợp này là tôi đang gán phần tử thứ 5, giá trị là 10. Không có gì hết. Như vậy nếu như tôi muốn khởi trị cho nguyên một cái mảng có n phần tử, tôi sẽ sử dụng một cái vòng lặp như thế này để tôi khởi trị cho nó. Được không nào? Đôi khi chúng ta muốn khởi trị một cách tường minh nhưng mà một cách tĩnh luôn. Thì nếu như các bạn muốn khởi trị một cách tường minh và tĩnh ngay lúc khai báo thì các bạn có thể dùng cái cú pháp này ha. Dùng cái cách khai báo mảng đồng thời gán cho nó một cái giá trị. Giá trị này được đóng trong một cái danh sách. Được chưa? Và xong. Như vậy cái phần tử số 0 của các bạn, phần tử có chỉ một là 0, phần tử đầu tiên là giá trị là 10 và phần tử kế tiếp là 20 tương ứng ha. Cái này rất là dễ hiểu. Rồi. Để các bạn truy xuất một phần tử bất kỳ trong mảng thì giống như các bạn mới thấy ở phía trên á, nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần dùng cái tên biến của cái mảng đó và theo sau đó là cái chỉ mục đóng trong cái hoặc vuông là được. Như vậy các bạn có thể làm gì? Các bạn nhìn cái ví dụ này các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể gán giá trị cho một phần tử trong mảng. Các bạn cũng có thể đọc một cái phần tử bất kỳ trong mảng. Hả? Thì thao tác đọc và ghi có thể thực hiện một cách gần như là tức thì thông qua cái toán tử đóng mở ngoặc này. Hả? Đây là cái cú pháp đơn giản nhất mà các bạn có thể sử dụng trên mạng. Và bởi vì mảng là một cái cấu trúc dữ liệu khá là thô, cho nên các bạn thấy là cái phương pháp mà truy xuất này nó cực kỳ nhanh. Hả? Nó không có tốn nhiều cái overhead để các bạn thao tác. Đây là một cái ví dụ tổng quát hơn cho các bạn thấy làm thế nào để thao tác mảng. Ở đây chúng ta có khai báo một cái mảng 10 phần tử. Chúng ta chạy một vòng lặp để chúng ta khởi trị cho từng phần tử về 0. Được chưa? Và cái phần dưới này chẳng qua là gì? Là xuất ra các giá trị trên mảng. Được không nào? Đó, không có gì đặc biệt ha. Rồi chúng ta sẽ thấy một cái cách khởi trị khác mà tôi đã giới thiệu mới vừa rồi là các bạn khởi trị một cách tường minh thông qua một danh sách các giá trị trên mạng. Thì đây cũng là một cái cách khá là phổ biến trong trường hợp các bạn sử dụng những cái mảng mà giá trị ban đầu các bạn đã biết trước. Ví dụ như hai số đầu của dãy Fibonacci chẳng hạn ha. Rồi. Bây giờ nhân tiện chúng ta đã nói về mảng, chúng ta nói về cấu trúc luôn. Thì cấu trúc là một cái kiểu dữ liệu mà cho phép các bạn kết hợp nhiều cái thuộc tính khác nhau, nhiều cái kiểu dữ liệu khác nhau vô cùng một một cái nhóm và chúng ta gọi nó là cấu trúc. Được chưa? Như vậy hình dung ở đây chúng ta có một cái ví dụ khá là đơn giản, các bạn
hiểu cấu trúc như là một cái kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Ví dụ như trong trường hợp chúng ta muốn xây dựng một cái hệ thống quản lý thư viện thì các bạn sẽ có những cái đầu sách. Như vậy các bạn cần một cái kiểu dữ liệu để lưu thông tin về cái cuốn sách đó. Như vậy các bạn sẽ cần gì? Cái tiêu đề, tên tác giả, tên sách và cái ID của quyển sách đó. Như vậy với bốn cái thông tin này thì sau khi tôi định nghĩa, ví dụ như cái tiêu đề này là chuỗi nè, đúng không? Cái author này là chuỗi nè, subject này là chuỗi nè, book ID là integer. Như vậy thì tôi biết được kiểu dữ liệu của từng phần tử một, tôi có thể gom nó thành một cái record, ha, được không? Rồi, như vậy đó là cái khái niệm, cái concept rất là cơ bản của cấu trúc. Nó chẳng qua là gì? Là một nhóm các thuộc tính có mối quan hệ liên quan với nhau, được không? Rồi. Như vậy cái cách định nghĩa cấu trúc của chúng ta cũng rất là đơn giản, các bạn sẽ thấy ở đây. Chúng ta bắt đầu bằng từ khóa struct, ha? Và cái định nghĩa của struct sẽ nằm trong cái hoặc nhọn này. Được chưa? Và các bạn có thể, ha? Các bạn có thể có cái option ở đây. Cái option này nó là cái gì thì từ từ chúng ta nói sau ha. Nó có thể là những cái tên của cái struct. Nhưng mà nó là phần option. Các bạn có thể khai báo một cái struct mà không có tên gì hết cũng được ha. Và cái phần này cũng là option luôn, bởi vì đôi khi các bạn muốn khai báo một cấu trúc nhưng mà các bạn không nhất thiết phải khai báo cái biến đi kèm với nó, thì cái phần này cũng là option. Còn lại những thành phần bên trong thì nó giống như các bạn khai báo biến bình thường thôi, nhưng mà những cái biến này được đóng gói trong một cái cấu trúc. Được chưa nào? Rồi, khá là đơn giản đúng không? Các bạn nhìn qua cái ví dụ này là các bạn hiểu được cái cách sử dụng liền. Ở đây chúng ta khai báo một cái cấu trúc. Cấu trúc này được đặt tên là Books. Đây là tên của cái cấu trúc ha. Rồi, các bạn có cái quyển sách này sẽ có một cái title. Title này là một cái chuỗi. Chuỗi giống như tôi giải thích với các bạn lần trước thì chuỗi là gì? Là một, hiểu theo kiểu thô nhất, nó là một dãy các phần tử. Vậy thì các bạn đã đọc qua về cái khái niệm về mảng rồi, thì ở đây chúng ta khai báo một cái chuỗi là một mảng 50 ký tự. Đó. Rồi. Như vậy có nghĩa là chuỗi này chứa được tối đa 49 ký tự. Ha. Tương tự chúng ta có danh sách tác giả. Tên tác giả dài tối đa là 49 ký tự. Tên của quyển sách, không, cái chủ đề của quyển sách, xin lỗi. Cái chủ đề của quyển sách thì dài tối đa 199 ký tự. Và cái định danh, cái ID của quyển sách này thì là kiểu integer bình thường ha. Rồi. Và dòng dưới này các bạn sẽ thấy là tôi đơn giản tôi khai báo một cái quyển sách book 1 là một cái biến kiểu là books. Thực ra cái cách viết này không có sai. Nhưng mà trong những cái cách viết hiện đại á, thì thường khi các bạn đã khai báo cái struct như thế này rồi thì các bạn có thể khai báo books đơn giản như sau. Books. Lý do tại sao lại có cái bên trái và bên phải là tại vì do những cái yếu tố lịch sử lúc mà các bạn viết code trên C á, thì hồi xưa người ta viết, người ta có định nghĩa cấu trúc như vậy, cho nên là cái struct book này phải được viết một cách tường minh như thế này thì nó mới hợp lệ. Nhưng mà sau này khi các bạn chuyển qua C++ và cũng như những cái phiên bản nâng cấp của C sau này thì gần như là các bạn có thể dùng thẳng cái tên của cái cấu trúc đó để các bạn khai báo biến, nó không có vấn đề gì ha. Rồi. Cái này cũng là một yếu tố của lịch sử, thỉnh thoảng là chúng ta muốn đặt một cái tên khác cho cái cấu trúc thì lúc đó các bạn có thể dùng một cái từ khóa này được gọi là type define. Thì cái này chẳng qua là một cái cách để các bạn đặt tên cho một cái cấu trúc thôi. Ví dụ như trong trường hợp này tôi khai báo một cái cấu trúc và cái cấu trúc này tôi không có đặt tên cho nó. Nhưng mà tôi lại dùng type define để tôi cho nó một cái alias tên là books. Như vậy thì các bạn có thể khai báo books như thế này. Oh, hoàn toàn hợp lệ. Hả? Như vậy thì thường sau này các bạn sẽ thấy là các bạn gần như không phải xài cái này.
Cái này giống như tôi đã nói với các bạn, đấy là yếu tố lịch sử ha. Rồi, như vậy thì khi các bạn đã có một cái cấu trúc rồi, các bạn khai báo một biến thuộc cái kiểu cấu trúc rồi, thì các bạn muốn truy xuất vô từng thành phần của cấu trúc thì cũng không quá khó, nó rất là dễ. Các bạn sử dụng cái toán tử để truy xuất vào từng phần tử, trong trường hợp này là cái dấu chấm ha. Ví dụ như tôi có bước 1 là một biến thuộc cái kiểu cấu trúc. Như vậy chỗ này tôi có thể in ra cái title của cái quyển sách đó. À, xin lỗi, copy cái chuỗi này vào trong cái title, copy cái chuỗi này vào trong cái author, và copy cái chuỗi này vào trong subject, gán cái ID này vào trong cái book ID. À, cái này không có gì đặc biệt ha. Nó chỉ là một cái cách đơn giản để cho các bạn truy xuất vào từng thành phần trong cái cấu trúc mà thôi ha.